Shop Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm nay Đạt giới thiệu cho anh em mấy bộ nồi rim Thái cho anh em. Thì anh em nào mà xem của anh em bị tình trạng yếu nồi, nồi nó không còn ngon nữa, chạy nó khực, thì anh em có thể quan tâm đến bộ nồi này. Hoặc là anh em cũng ta có nhu cầu mà nâng cấp từ nồi Trung Quốc lên nồi Jin, thì anh em có thể quan tâm đến bộ nồi Jin rim Thái này nha. Thì bộ nồi này là chất lượng là cực kỳ là tuyệt vời luôn. Từ ngoại hình cho tới chất lượng bên trong đều rất là tốt. Và bên mình cam kết với anh em luôn, cái này không đúng hàng Jin, đền 10 lần tiền cho anh em nha. Để cho những anh em nào mà hỏi thì yên tâm luôn. Đó, rất nhiều anh em bữa giờ hỏi mình là ở cái bộ nồi này có bao cho anh em là bao đúng hàng Jin đâu. Thì mình bao nha, bộ nồi này không đúng hàng Jin, đền 10 lần tiền cho anh em. Ok dạ. Rồi bây giờ mình tiến hành giới thiệu chi tiết vào bộ nồi này. Giá công khai luôn 2.150.000 nha anh em nha. Giá 2.150.000, cam kết đúng hàng Jin Thái Lan cho anh em nha. Bộ nồi này thì đặc điểm của nó là nồi sau Jin y như theo xe luôn, AAP GN5. Nồi trước chuông bố đến từ Gia Băng nha anh em nha, nhập khẩu từ Gia Băng về và đóng gói ở Thái Lan. Thì nó chất lượng như thế nào mà mình tự tin giới thiệu cho anh em. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành và giới thiệu luôn cho anh em nha. Rồi bây giờ mình sẽ khui cho anh em một hộp để anh em cùng theo dõi. Mình sẽ quay sát lại một chút ha. Sẽ quay sát lại một chút. Rồi, đây, bây giờ mình sẽ lấy một hộp ra mình giới thiệu cho anh em nhá. Đây, đây là hộp hộp nồi. Em ơi, cho anh con dao em ơi. Ok. Rồi, đây, bây giờ mình sẽ gỡ ra cho anh em coi. Đầu tiên anh em nhìn này, một kiện của nó sẽ như thế này nhá. Khi mình đóng cho anh em á, thì mình sẽ đóng thêm một cái hộp bên ngoài để tránh cái tình trạng nó bị gọi là bị cấn cái hộp này, nó bị xấu cái hộp, để anh em về anh em có thể gắn cho xe nhà hoặc là gắn cho khách thì nó vẫn sẽ còn nguyên nha. Cho nên là mình sẽ đóng thêm một cái hộp bên ngoài. Cho nên nhiều anh em hỏi ủa sao gửi thấy có bọc này kia mà sao gửi tới nơi cái cục hàng, thì anh em phải mở ra ở phía bên trong là nguyên một bộ như thế này nha. Rồi thì có một bộ này mình sẽ khui ra, thì nếu mà không may anh em nào mua mình gửi trúng bộ này thì mong anh em thông cảm nha, tại vì mình cũng sẽ đóng gói lại như bình thường thôi. Đây rồi mình sẽ cắt ra. Thì bộ này họ đóng gói rất là kỹ nha anh em nha, họ đóng kỹ lắm, họ đóng theo thùng theo hộp, nhưng mà mình vẫn còn đóng thêm một cái bọc ở phía ngoài này nữa. Đây cho nên là anh em tha hồ mà anh em ta yên tâm luôn. Rồi một này, hai này, ở đây cuối cùng đây là để bố ba càng này. Đấy rồi ok, thì đây là một cái bộ nồi của anh em ha, gồm ba kiện, một kiện bố, một kiện chuông và một triệu kiện nồi sau. Đây ba món như thế này. Thì chung là bộ này thì mình thấy đóng gói là ok, xuất sắc 10 điểm. Bây giờ mình sẽ mở ra từng món cho anh em coi. Đây mã đây, GN5911 made in Thái Lan nha anh em nha. Rồi ok chưa. Đấy, hộp Honda nha anh em nha. Thấy không, anh em thấy nó đóng đẹp chưa. Ok. Rồi bên này cũng như vậy luôn, bên này 910 bên kia 911 made in Thái Lan, mã GN5 nha anh em nha. Đấy, mỗi bộ thì nó sẽ có mỗi mã khác nhau này. Ví dụ như đây nó mã là 22110, còn bên này là 22660. Anh em thấy không? 22110, 22660. Rồi, giờ mở cho anh em nha, khui hết lần luôn đi. Bộ này sẽ là 22600. Đấy, made in Thái Lan hết nha. Rồi. Mở. Mở nha anh em nha. Đây. Đóng kỹ lắm. Nói chung bộ này đóng 3 tầng 7 lớp luôn á, mở được cái bộ nồi nó gần chết luôn á. Một, bên này cái chuông à. Bên này chắc chắn là bộ nồi sau rồi, nặng hơn. Đây. Rồi. Đây là bộ nồi sau. Đó, đấy, khi nó đóng hộp thì đóng gói như thế này. Tất cả là đều được nhập khẩu từ Nhật Bản về nha anh em nha, đóng gói tại Thái Lan. Cái này là thông tin chính xác 100%. Không bịa đặt, không bốc phét nha. Đấy. Thì nó là sử dụng cái giấy gói đến từ Nhật Bản luôn. Thì lúc đầu á, khi mà mình nhập bộ nồi này về mình nói ủa tại sao mà hàng Thái mà lại có mấy cái chữ gì lăng ngoăng rồi không biết chữ gì. Nhìn thì không phải chữ Trung Quốc mà không biết là chữ gì. Thì khi mình lên mạng mình tra ra thì cái công ty Adepark này, ở trong này nó có chữ Adepark.jp này. Cái này là một cái công ty vận chuyển đến từ Nhật Bản nha anh em nha. Và nó rất là xịn luôn. Nó nhập cái bố này về Thái nha, và sau đó được đóng gói ở Thái Lan và vận chuyển qua Việt Nam nha. Rồi đây, mở ra cho anh em coi. Chất lượng như thế nào, mở ra cho anh em coi hết nha. Đây. Tất cả sản phẩm bên mình đều là quay trực tiếp từ bên shop của Đạt, không qua bất kỳ một bên nào khác nha. Đây cửa hàng đây. Đấy, anh em yên tâm chưa? Rồi quay trở lại đây nha. Rồi ok. Rồi khui hết cho anh em nè. Đây, đây là bộ nồi sau nó gói như cái bánh trưng nha. Đây
đây là nhìn giống cái bánh ú, và đây là cái bánh gì thì không biết. Đây rồi, ba cái đây, nó sẽ dùng dây gói da băng nha. Đây, dây gói này mình thấy rất là xịn nha. Đó. Đây adepark.jp này, anh em thể lên mạng coi công ty này là công ty vận chuyển nha, chữ này chữ Nhật Bản nha anh em nha. .jp này anh em cũng thấy hình dung rồi, .jp là chấm da băng đó anh em, giống như .vn là chấm Việt Nam vậy đó. Đây wow, đây là cái bố ba càng nha. Bố ba càng này thì chất lượng khỏi nói rồi. Đây bố ba càng, bố ba càng zin anh em, là anh em sẽ thấy cái bố rất là mỏng nha, mỏng dán à, chứ không có dày như là những cái bố ba càng lô đâu nha. Rồi đây bố càng zin rồi là năm đây, wow đẹp quá. Bộ bố này nếu mà nói thật sự với anh em luôn, nếu mà có hàng bán không á, mình bán bộ bố này rất chạy luôn á, nhưng mà có điều là họ không bán lẻ nha anh em, vì bởi vì họ bán lẻ rất là mắc. À một bộ này đặt mua nói chung nhập về thì bán lời cho anh em được tầm 100.000 á, nhưng mà cái bộ này á, khi mà anh em mua lẻ một cái mỗi món không riêng mua lẻ nha, là nó rất là mắc luôn. Bộ này đặt bán cho anh em là 2.150.000 đúng không, thì cái bố này không á mua cả triệu bạc một cái, rất là mắc tiền nha. Cho nên là mình không có bán lẻ nha anh em, chỉ có bán nguyên bộ thôi, bán lẻ mình nhập về lỗ luôn á. Bán cho anh em giá rẻ rẻ nhưng mà nhập về giá nó còn mắc hơn đó. Ngày xưa mình bị một lần, từ đấy giờ mình không bao giờ mà mình bán lẻ luôn. Vì nhiều anh em lúc đầu hỏi mua cái bố da băng này dữ lắm, tại vì bố ba càng của anh em nó lâu ngày nó bị mòn á, anh em mua nhiều, nhưng mà thật sự với anh em luôn là wow. Đây GN8 này anh em. Đấy GN8. Đây phía sau AAP GN5 em ha, thấy không ạ? Ờ quá ok đúng không, rất là đẹp luôn nha. Ông đền sẵn cho anh em cái khâu sẵn cho anh em luôn. Đấy mới tin AAP GN5 đủ uy tín cho anh em rồi. Đấy đây sau nè, trước nè, quá đẹp luôn em ơi. Rồi ok, tiếp tục. Đây mình sẽ gỡ được cái chuông cho anh em. Chuông này sẽ là chuông đinh thái đế dài nha. Chuông đinh thái nhông dài. Wow. Đây sẽ có chữ GN5 nhỏ nhỏ đây. Đó, anh em thấy sao? Cực đẹp luôn. Mới chưa sử dụng nha anh em nha, mới tin 100%. Chữ GN5. Rất đẹp. Đây bộ này để nhẹ vô đây, mình sẽ để nhẹ thôi nhé, mình không quá quay nhiều cho nó khớp, không có dấu. Đó vô đây vô, nhẹ nhàng, quay ngược không được nha, nó xuôi thôi. Đó wow ok không anh em, quá đẹp. Nồi này là cực kỳ ok luôn, rất là nhiều anh em đã mua và phản hồi tích cực của mình rồi, mình nói là sự bộ này về bao nhiêu là hết bấy nhiêu, không có đủ hàng bán luôn anh em. Đó, thì anh em nào cần thì liên hệ với Đạt nha. Chung bộ này thì anh em lên xe ok, chất lượng tuyệt vời luôn. Và mức giá nó cũng rất phải chăng nha, chỉ có 2.150.000 thôi. 2.150.000 thì tính là nó rẻ hơn nổi theo xe khá là nhiều đấy. Thì anh em nào cần có thể liên hệ với bên mình nha. Số lượng thì bên mình có nhiều cho anh em, cung cấp cho anh em thoải mái, từ xỉ cho đến lẻ nha. Tuy nhiên là nói gì nói cái mã này thì nó cũng không có nhiều hàng lắm, cho nên là anh em nào có mua thì tranh thủ giúp mình. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em vào những video tiếp theo nha. Xin báo giá lại cho anh em 2.150.000 nha anh em nha. Mới 100%, nguyên đai nguyên kiện cho anh em mua về sử dụng cực kỳ ngon lành luôn. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Và bộ này riêng bộ nồi này, cái bố của nó rất là bắt nha, xài rất là đã luôn, y như là xe zin mới xuất xưởng luôn. Rồi cảm ơn quý anh em rất là nhiều.